nhằm hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ trao giải thưởng top 10 thương hiệu thực phẩm tốt nhất Việt Nam. Giải thưởng này được trao cho những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bài bản, có sự đầu tư nghiêm túc, sản phẩm không chỉ có chất lượng tốt mà còn an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đây là giải thưởng dựa trên mô hình của các quốc gia có hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩm tiên tiến nhất như là Hoa Kỳ và châu Âu. Trong top 10 sản phẩm thực phẩm hàng đầu có nhiều thương hiệu quen thuộc như sữa EC của công ty Hà Nội Milk, nước chanh leo của tập đoàn Hương Sen và thực phẩm Đức Việt, vân vân. Những thương hiệu được trao lần này đều có nhiều năm liên tiếp được công nhận thực phẩm tốt, chẳng hạn như sữa EC đã 3 lần liên tiếp trở thành sữa được bà mẹ tin dùng và trẻ em yêu thích nhất. Năm 2015 nhận giải thưởng top 10 sản phẩm thực phẩm vàng Việt Nam. Giải thưởng lần này là một trong những nội dung thực hiện nhóm chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có kênh phân phối ổn định và bền vững, gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020.